Hôm nay Khương Quốc Anh hướng dẫn tất cả các bạn cách bật tính năng xác minh hai bước cho tài khoản Google, Gmail, kênh YouTube của các bạn về sau này nhé. Bản dài full livestream. Bước 1, đầu tiên các bạn mở trình duyệt Google Chrome lên, sau đó các bạn đăng nhập vào tài khoản Google của các bạn. Tiếp theo các bạn nhấn vào hình avatar của các bạn chọn vào quản lý tài khoản Google của bạn, nó ra như thế này. Bước 2, các bạn nhấn vào phần bảo mật, sau đó các bạn kéo xuống dưới tìm đến phần đăng nhập vào Google. Các bạn nhìn thấy cái phần xác minh hai bước, các bạn nhấn vào chữ tắt, nó ra cái trang xác minh hai bước, bảo vệ tài khoản của bạn bằng xác minh hai bước. Mỗi khi bạn đăng nhập vào tài khoản Google của mình, bạn sẽ cần mật khẩu và mã xác minh. Bước 3, các bạn nhấn vào nút bắt đầu. Ở đây, các bạn sẽ nhập lại mật khẩu tài khoản Google của các bạn một lần nữa. Nhập mật khẩu tài khoản Google các bạn xong rồi thì các bạn nhấn vào tiếp theo. Tới đây Google nó nói, sử dụng số điện thoại của bạn làm bước thứ hai để đăng nhập. Sau khi bạn nhập mật khẩu, hệ thống sẽ gửi lời nhắc của Google theo phương thức an toàn đến mọi điện thoại mà bạn đã đăng nhập. Bạn chỉ cần nhấn vào thông báo để xem lời nhắc và đăng nhập. Các thiết bị này có thể nhận lời nhắc Galaxy S8 cộng. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy các thiết bị nào đang truy cập vào tài khoản Google của các bạn, và nếu như những thiết bị này quen thuộc nó là của các bạn thì các bạn sẽ nhấn vào tiếp tục. Gần xong rồi, hãy thêm một tùy chọn dự phòng. Nếu bạn mất điện thoại hoặc bước thứ hai không có sẵn thì bạn sẽ cần một tùy chọn dự phòng để giúp bạn truy cập vào tài khoản của mình. Bước 4, Google yêu cầu các bạn nhập cái số điện thoại của các bạn vào đây. Các bạn nhớ chọn đầu số Việt Nam cộng 84 nhé. Bạn muốn nhận mã bằng cách nào? Sau khi xong, các bạn chọn vào tin nhắn văn bản nhé, để các bạn nhận được 6 chữ số mà Google đã gửi cho các bạn, để các bạn nhập mã vào nhé. Rồi các bạn nhấn vào nút gửi, xác nhận số điện thoại có hoạt động. Sau khi các bạn nhấn vào nút gửi, thì Google nó sẽ gửi cho các bạn mã xác nhận bao gồm 6 con số đến số điện thoại của các bạn. Thì các bạn xem tin nhắn thường trong điện thoại của các bạn rồi các bạn nhập vào đây nhé. 707129 là mã xác minh Google của bạn. Rồi các bạn nhấn vào tiếp theo nhé. Bước 5 thì các bạn nhấn vào nút bật nhé.
Và bước 6 thì các bạn sẽ nhìn thấy được là các bạn xác minh hai bước vào ngày bao nhiêu, thành công vào ngày bao nhiêu nha. Thì các bạn sẽ nhìn thấy được tại đây. Hương Quốc Anh Studio chúc các bạn thành công. Hương Quốc Anh Studio xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nhé. Và khi các bạn xác minh thành công rồi ớ thì bên trong cái mục kiếm tiền của các bạn cái bước 2 nè sẽ đề rằng là đang bật. Vậy là xong nhé các bạn. Subscribe kênh YouTube Hương Quốc Anh Studio.